Ngày 9 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Ben Meje Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức trồng 300 cây bần và dừa nước tại bãi bồi gian sông Ba Lai ở nông trại Hải Dân, Sơn Chim, Dàm Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2024. Trên chuyến tàu ra địa điểm trồng cây, hướng dẫn viên nông trại Hải Dân, Sơn Chim, Dàm Hồ đã thông tin về ý nghĩa việc trồng bần và dừa nước ven sông. Tại buổi trồng cây, các thành viên trong đoàn gồm 40 người đã trồng 300 cây bần và dừa nước tại bãi bồi ven sông Ba Lai của nông trại Hải Dân, Sơn Chim, Dàm Hồ. Chúng tôi thấy cái hoạt động trồng cây này là rất là thú vị cho nhân viên để họ trải nghiệm, họ về với thiên nhiên, mang lại cái môi trường xanh cho cái quả địa cầu, thì cũng là một cái hoạt động nằm trong cái triết lý hoạt động của tập đoàn Ben Meje. Trải qua một ngày tại Bến Tre với hoạt động trồng cây ở bãi bồi sông Ba Lai đã mang đến những trải nghiệm thú vị bổ ích khi được tự tay trồng những cây non, để mai sau những cây này phát triển, góp phần bảo vệ môi trường, tạo bầu không khí trong lành cho mọi người. Đây là lần đầu tiên mình tham gia cái hoạt động trồng cây như thế này, và mình cảm thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa. Hy vọng cái chương trình này thì lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là tại Bến Tre, với một cái thông điệp là dù một cây xanh nhỏ bé thì sẽ làm cho Bến Tre thêm xanh sạch đẹp. Với thông điệp dù một cây nhỏ bé cũng góp phần cho Bến Tre thêm xanh đã và đang được cộng đồng hưởng ứng rộng rãi. Theo đó, hoạt động trồng cây gây rừng là việc làm quan trọng trong chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.